Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai giải pháp những tháng còn lại của năm 2018. Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023. Lan tỏa một chương trình hợp tác trong đào tạo. Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế. Trung Quốc có bệnh nhân nhiễm virus Zika đầu tiên. Đức Trọng mong chờ sân chơi cho trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chúc mừng Phó Đô đốc Trần Hoài Trung được Trung ương phân công giữ cương vị mới là Chính ủy Quân khu 7. Cùng với giới thiệu chung về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác xây dựng nền quân sự quốc phòng của tỉnh trong những năm qua đã có sự phát triển chặt chẽ toàn diện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng phát triển. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến mong muốn trong thời gian tới, trên cương vị là Chính ủy Quân khu 7, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thực hiện tốt việc lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục quan tâm đến tỉnh Lâm Đồng trong xây dựng nền quân sự quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh. Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung đánh giá cao sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng, trong đó có sự lớn mạnh toàn diện về công tác quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời mong muốn tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chú trọng công tác phối hợp thống nhất, cùng nhau xây dựng nền quân sự quốc phòng địa phương phát triển. Sáng nay 25 tháng 10, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, chính trị xã hội của tỉnh. Trong 10 tháng, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung vào gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây hàng năm, vụ mùa với gần 13.500 hectare lúa, gần 2.900 hectare ngô, trên 22.000 hectare rau, đạt 111% kế hoạch. Đầu tư chăm sóc cây dài ngày, tình hình dịch bệnh diễn ra không quá phức tạp, chăn nuôi phát triển ổn định, trồng mới rừng tập trung gần 1.300 hectare, trồng 92.000 cây phân tán, giao khoáng 430.780 hectare quản lý bảo vệ rừng. Công tác bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường như tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn ra. Tổng số vụ từ đầu năm đến nay lên 742 vụ, đã xử lý 629 vụ với diện tích rừng bị phá 53,4 hectare. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng tăng 6,82%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt 38.367 tỷ đồng. Tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5,26 triệu lượt, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2018 ước đạt 555,85 triệu đô la Mỹ. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2018 bố trí trực tiếp cho các dự án hơn 3.132 tỷ đồng, đã giải ngân 68,2% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 829 doanh nghiệp, giảm 10,4% so với cùng kỳ. Có 35 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt hơn 5.876 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán trung ương, bằng 87,1% dự toán địa phương, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tổ chức thành công 8 giải phong trào thể dục thể thao quần chúng và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7. Hoạt động giáo dục đào tạo không ngừng nâng cao. Toàn tỉnh có 367 trên 639 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề. Tiếp tục thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội Lâm Đồng vẫn còn một số tồn tại như khối lượng giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản còn thấp, thu hút đầu tư không có nhiều chuyển biến, giá một số nông sản không ổn định, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng diễn biến phức tạp,
trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả kinh tế xã hội đạt được trong 10 tháng. Tình hình kinh tế xã hội đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của các ngành về vấn đề trồng rừng, vấn đề giải ngân nguồn vốn các công trình trên địa bàn. Ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về nhà kính nhà lưới để làm tài sản đảm bảo cho vay vốn tín dụng. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo. Dịch bệnh thì chúng ta phải chủ động để chúng ta khống chế, dập dịch cũng như là phòng ngừa. Tình hình phá rừng thì tiếp tục diễn biến phức tạp. Phá rừng thì từ tháng 9 trở về trước thì có một số nơi, nhưng mà vừa rồi thì lại tiếp tục có một vài vụ phát hiện ở trong Lạc Dương. Đấy, thì đề nghị là ngành nông nghiệp là tăng cường cùng với các địa phương và phối hợp cùng với các ngành để làm cái việc này cho tốt. Là bổ sung thêm nhiệm vụ nữa là vấn đề xây dựng nông thôn mới, vấn đề là giảm nghèo và cái nhiệm vụ là xây dựng các cái đề án để mà trình với Trung ương công nhận, phải công nhận trong năm nay. Chúng ta tất cả các ngành và các huyện phát động một phong trào thi đua nước rút, và tôi đề nghị là cái việc này giao cho Sở Nội vụ tham mưu ngay để ban hành ngay trong tháng 10 này. Trong 2 tháng cuối năm, tất cả các ngành, kể cả những ngành đã hoàn thành các cái chỉ tiêu của mình trong năm, thì đặt ra một cái chỉ tiêu mới để có cái phấn đấu và để thi đua. Ngoài ra, để khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, trong 2 tháng còn lại của năm, các ngành, các cấp, các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, quản lý thu thuế, phí, chống thất thu. Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023. Lan tỏa một chương trình hợp tác trong đào tạo tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay 25 tháng 10, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023. Hơn 500 đại biểu đại diện cho 1.600 hội viên trong toàn tỉnh đã về dự đại hội. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tập hợp 1.600 hội viên là các chiến sĩ quân nhân có công tác hoạt động chiến đấu tại Trường Sơn đường Hồ Chí Minh những năm 1969-1975, được thành lập vào năm 2013. Trong 5 năm qua, Hội đã chủ động tích cực vận động các nguồn lực xã hội để tri ân các gia đình hội viên có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Hội đã xây dựng 2 căn nhà tình thương và 13 căn nhà tình nghĩa Trường Sơn cho các hội viên, thăm hỏi động viên những hội viên ốm đau, tai nạn, rủi ro. Hàng năm, các cấp hội đều tổ chức các chương trình về nguồn, tạo điều kiện cho các hội viên thăm lại chiến trường xưa để ôn lại những kỷ niệm, ký ức những năm tháng sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Sau khi báo cáo kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã tổ chức thảo luận về phương hướng nhiệm vụ mà các cấp hội sẽ thực hiện trong thời gian tới, với mục tiêu chung là phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa của bộ đội Trường Sơn, đẩy mạnh và phát triển tổ chức hội vững mạnh để trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các hội viên. Dịp này, đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 thành viên. Ông Đinh Huy Thư được bầu làm chủ tịch hội, hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều hôm qua 24 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022. Nội dung phối hợp được hai đơn vị thống nhất ký kết bao gồm trao đổi về công tác tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền, thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, giải pháp mục tiêu giảm nghèo trong cựu chiến binh, phát huy vai trò vị trí cựu chiến binh trong phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu, kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu, xây dựng tổ chức câu lạc bộ cựu quân nhân, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi hội, phân hội và hỗ trợ hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế.
Thông qua công tác phối hợp nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó cùng học tập trao đổi của hai hội cựu chiến binh Lâm Đồng, Hà Nội, góp phần xây dựng hội cựu chiến binh ngày càng vững mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội đi vào chiều sâu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau một năm ký kết hợp tác giữa Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt với Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba, Nhật Bản, về đào tạo thực tập sinh điều dưỡng dựa trên chương trình thực tập kỹ thuật nước ngoài, với hai ngành chủ lực là điều dưỡng và trồng trọt. Đến thời điểm này, chương trình bước đầu đã đem lại hiệu quả, có 4 sinh viên chuẩn bị được sang Nhật Bản làm việc. Đây là tín hiệu vui không chỉ cho đội ngũ làm công tác giảng dạy tại trường, mà còn cho chính sinh viên đang theo học. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự về chương trình đào tạo tiếng Nhật tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt, huyện Đức Trọng. Đây là một buổi học kết hợp thực hành của lớp tiếng Nhật N3 tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt, huyện Đức Trọng, do cô giáo đến từ Nhật Bản giảng dạy. Trong lớp học, cả thầy và trò đều trao đổi với nhau bằng tiếng Nhật mà không hề lẫn một câu tiếng Việt nào. Bởi chính giảng viên cũng muốn các em, ngoài việc thực hành tốt về phương pháp, kỹ năng trong công việc điều dưỡng, thì việc trao đổi về ngôn ngữ cũng là yếu tố quan trọng để khi các em sang Nhật Bản làm việc sẽ không bỡ ngỡ khó khăn trong giao tiếp. Tôi đã sống và làm bác sĩ điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Nagasaki, Nhật Bản được 20 năm. Vì thế, khi về hưu, tôi được mời đến đây giảng dạy theo chương trình hợp tác. Tôi đem hết những kiến thức cũng như kỹ năng của mình truyền đạt cho các em sinh viên ở đây, nhằm giúp các em thông thạo các phương pháp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, và đặc biệt là dạy các em phong tục tập quán cũng như kỹ năng giao tiếp, để khi các em sang Nhật làm việc sẽ thuận lợi hơn. Quả thực, sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên của trường Quốc Việt nói riêng đều chăm chỉ học tập, vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe và chia sẻ với giảng viên mỗi khi các em không hiểu về vấn đề gì đó. Tôi rất thích. Vì khi bắt đầu tiếp nhận việc đào tạo ngoại ngữ cho các bạn để các bạn thực tập sinh đi sang Nhật làm việc, thì tôi đã bắt đầu tìm hiểu thêm kỹ nhiều hơn nữa về cái văn hóa, lịch sử, tất cả những cái sự khác biệt và tương đồng của người Nhật và người Việt, để làm sao đó để giúp cho các bạn thực tập sinh của mình khi sang Nhật có thể tiếp cận được cái công việc một cách tốt nhất và cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Cùng làm việc với các thầy cô người Nhật thì một điều rất là may mắn đó là phong cách giảng dạy của thầy cô người Nhật khác rất là nhiều so với cái phương pháp giáo dục mà từ trước đến nay bản thân tôi cũng như là các giáo viên người Việt khác được tiếp nhận. Thì cách giảng dạy của người Nhật rất là thú vị, lúc nào cũng tạo cái môi trường vui vẻ, không có căng thẳng cho các bạn. Đến từng lớp học, chúng tôi đều cảm nhận không khí học tập thật thoải mái, vui vẻ và sinh động với giảng viên và sinh viên, mà không hề có sự gò bó căng thẳng. Đây là chương trình hợp tác giữa Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt với Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba, Nhật Bản, về đào tạo thực tập sinh điều dưỡng dựa trên chương trình thực tập kỹ thuật nước ngoài, với hai ngành chủ lực là điều dưỡng và trồng trọt. Hiện tại có 41 sinh viên theo học trong thời gian 1.5 năm. Để đạt được chuẩn đủ điều kiện sang Nhật Bản làm việc, mỗi sinh viên phải trải qua 4 cấp độ từ N1 đến N4. Sau đó các chuyên gia và công ty của Nhật sang kiểm tra trình độ trực tiếp. Chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có 4 sinh viên của trường sang Nhật làm việc với chính ngành học điều dưỡng. Em được học từ thứ 2 đến thứ 6 tiếng Nhật sáng và chiều luôn. Các thầy cô luyện cho phát âm, luyện cho những cái câu nói thông thường mà giống người Nhật nhất, để sang bên đấy khi mà bọn em giao tiếp hay người Nhật nói lại thì bọn em cũng hiểu, chứ bọn em không có phải chỉ học theo trong sách. Ngay cả các cái ngữ điệu phát âm cũng phải giống người Nhật nhất. Học tiếng Nhật và yêu cầu tiếng Nhật đến trình độ N3, có nghĩa là bọn em sang bên đấy phải giao tiếp và phải hiểu được các cái bệnh viện ở bên Nhật về phỏng vấn, bệnh viện nào cảm thấy bạn nào có cái tố chất hoặc là phù hợp với bệnh viện đấy thì người ta sẽ chọn. Và trong quá trình mà được chọn rồi, họ vẫn tiếp tục liên hệ, vẫn tiếp tục gọi điện nói chuyện và trao đổi xem là cái bạn đấy có gì lo lắng hay không, có mong muốn gì ở bên bệnh viện hay không. Nên là cái tâm lý mà lo sợ khi mà sang bên bệnh viện làm hay sang bên nước Nhật làm là bọn em không có lo lắng gì cả. Chương trình hợp tác này kéo dài trong 10 năm, từ năm 2017 đến năm 2027. Về phía Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba, Nhật Bản đã đầu tư kinh phí ban đầu khoảng 400 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ cho chương trình học. Cái thời gian hơn 1 năm về cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì đến giờ này thì từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh rồi tới miền Tây dưới Bạc Liêu cũng có các em tham gia. Đấy. Thì người ta cũng nhìn thấy là gì? Thời gian đi chậm hơn so với các công ty xuất khẩu. Nhưng mà các em chậm đây là cái gì?
là các em để học, để gì? Có những cái kiến thức để làm việc. Sang kia chỉ rèn kỹ năng và nâng cao trình độ. Trong những năm tới chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh. Thì hiện nay kể cả trong cái lĩnh vực sức khỏe thì đơn vị như nghiệp đoàn thương mại, người ta cũng hỗ trợ kể cả trang thiết bị đó để nó giống sang kia các em nó thực hiện, thực hành như thế. Nó không bị bỡ ngỡ. Và chuyên gia huấn luyện cái cách thao tác chăm sóc người này nào. Thì đấy là cái rèn kỹ năng. Nếu đủ điều kiện về sức khỏe, trong quá trình học tập đủ chịu khó học tập rèn kỹ năng và đạt được cái ngoại ngữ, các em hầu như 100% làm việc. Những ngành khác thì ở đây như ví dụ kế toán hay công nghệ thông tin thì các em cơ bản là cũng có việc làm, nhưng mà để được cái việc làm như mong muốn biết trước thì hiện nay chưa có. Thì bây giờ cũng chủ yếu là một là chỉ cho các em khởi nghiệp, có thể là kinh doanh. Bây giờ thì phiên bản 4.0 thôi, kinh doanh nó không phải là phải có một cái văn phòng to ủng nữa. Cơ bản chúng ta có công nghệ hay không, có kỹ năng đó hay không, có hiểu về nó hay không để làm. Đấy. Còn những cái lao động mà nó đòi hỏi đến cái tay nghề kỹ năng mà máy móc chưa thay thế được thì phải cần rèn đào tạo cho những cái thế hệ trẻ phải thực sự có kỹ năng, có lương tâm nghề nghiệp để đáp ứng được cái nhu cầu đó. Là một trường tư thục đào tạo nghề còn trẻ với 10 năm hoạt động, thế nhưng trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt đã đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác bằng các chương trình liên kết với nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho sinh viên khi ra trường có việc làm ổn định. Hiệu quả là điều đáng trân trọng. Mong rằng các chương trình liên kết với nghiệp đoàn thương mại tỉnh Chiba sẽ giúp các thực tập sinh đã qua đào tạo nghề làm việc tại Nhật Bản mang lại hiệu quả tốt nhất. Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Chiều ngày 25 tháng 10, Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh. Trong thời gian 2 ngày, cán bộ hội tham gia được truyền đạt những nội dung liên quan đến nghị quyết đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Các hướng dẫn thi hành điều lệ hội, vấn đề thu nộp sử dụng hội phí, việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát, công tác tư tưởng, phương pháp tuyên truyền miệng. Ngoài ra, cán bộ cựu chiến binh còn được quán triệt một số vấn đề về công tác xây dựng đảng, mô hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình tập huấn để cán bộ cựu chiến binh trong toàn khối doanh nghiệp nắm vững nội dung, qua đó áp dụng và thực tiễn hoạt động công tác, kịp thời tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn bộ khối. Nhằm để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người kinh doanh sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền, tuân thủ về các quy định trong vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Sáng 25 tháng 10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn với chuyên đề An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền của 6 huyện, thành phố gồm Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt, Đức Trọng và Đam Rông. Theo đó, các cơ sở kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền đã được tìm hiểu các nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, các quy định về xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, v.v. Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và 20 cơ sở sản xuất nước đá dùng liền đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất. Sáng ngày 25 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn bảo tồn phát triển các môn thể thao và trò chơi dân gian tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Cho các học viên đến từ thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương và Đam Rông. Trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 10, 50 học viên là trưởng thôn, bí thư, phó bí thư đoàn xã sẽ được hướng dẫn về nội dung luật, phương pháp trọng tài bắn nỏ và bắn ná, hướng dẫn cách làm nỏ và ná, cũng như cách thức tổ chức các trò chơi dân gian là nhảy sạp và giã gạo. Qua lớp tập huấn này, nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm những kiến thức và kỹ năng trong việc tổ chức các môn thể thao dân tộc, từ đó góp phần vào việc bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở thôn, làng, bản. Sáng ngày 25 tháng 10, chi nhánh Viettel Lâm Đồng phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng tổ chức trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Đà Quyên. Đây là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đức Trọng.
với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được biết chương trình Vì Em Hiếu Học là hoạt động thiết thực được thực hiện từ năm 2014 theo cam kết giữa Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel với Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm thu hút kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân, qua đó chia sẻ bớt những khó khăn đối với trẻ em nghèo tại xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn trên toàn quốc, giúp các em có thêm điều kiện để trang trải các chi phí trong học tập. Trước đó, hôm qua, 24 tháng 10, chi nhánh Viettel Lâm Đồng phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã trao 30 suất học bổng Vì Em Hiếu Học cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Lạc Dương. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chiều ngày 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Võ Văn Lý, sinh năm 1996 về tội giết người, và bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1983 về tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai bị cáo đều trú tại phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại quán nhậu Lê Vinh, số 2C Phạm Hoàng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt, trong lúc uống rượu, thì giữa Võ Văn Lý và Đặng Hoàng Minh Hưng, Nguyễn Tuấn Hùng đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau, dẫn đến hai bên rượt đuổi đánh nhau tại quán nhậu. Hưng và Hùng đã dùng tay chân đánh Lý. Do bị đánh, Lý đã chạy ra xe của mình để lấy một con dao tự chế và chạy vào chém 7 nhát vào người anh Hưng. Trong đó 3 nhát trúng vào đầu làm chấn thương sọ não, còn 4 nhát vào chân tay làm đứt gân khỉu tay. Sau khi gây án, Lý đã bỏ trốn, còn Hưng được mọi người đưa đi cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Hậu quả, anh Hưng bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 49%. Hành vi của Lý đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác và gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lý 8 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 86 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng 12 tháng tù treo và thử thách 24 tháng. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin tối nay. Chính phủ ban hành quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế. Trung Quốc có bệnh nhân nhiễm virus Zika đầu tiên. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của các đối tượng được quy định như sau. Bằng 4,5% tiền lương tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, cán bộ công chức viên chức. Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không, vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Bằng 4,5% tiền lương, tiền trợ cấp đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người lao động trước khi nghỉ thai sản, trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và các đối tượng khác. Ngành du lịch Đà Nẵng đang phát triển với tốc độ khá nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nguồn lao động phục vụ du lịch, nhất là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên hiện nay Đà Nẵng đang thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là những người lao động có trình độ, kỹ năng, tay nghề cao. Có trong tay tấm bằng cao đẳng chuyên ngành nhà hàng, khách sạn, nhưng anh Thông cũng phải mất gần 3 năm mới được đứng ở vị trí trợ lý nhà hàng như hiện nay. Đó là quá trình dài tự hoàn thiện nghiệp vụ và kỹ năng mềm cần thiết. Trong nhà trường thì nó chỉ là cơ bản, thì ra trường thì khi mà thực tập thì được các anh chị em trong bộ phận nhà hàng cũng phải là training thêm về những cái kiến thức khác. Khoảng cách giữa lý thuyết đào tạo với yêu cầu thực tế của nghề nghiệp là một trong những lý do chính khiến những người như anh Thông phải tốn nhiều thời gian để có thể đảm đương được công việc theo đúng chuyên ngành của mình. Trong khi hệ thống các resort, khách sạn, nhà hàng ở Đà Nẵng đang gia tăng nhanh chóng, thì nguồn nhân lực du lịch lại chưa theo kịp cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay các trường chuyên dạy về quản trị khách sạn, nhà hàng và lưu trú thì hầu hết là theo cái phiên bản của các cái chương trình GOU, VTLS hoặc là của Luxembourg hoặc của là Singapore hoặc là Thụy Sĩ. Thì tôi thấy rằng là nó chỉ đáp ứng cho cái phần của châu Âu và Bắc Mỹ thôi. Còn phục vụ cho cái phân khúc khách của Đông Bắc Á này là hầu như chúng ta chưa có.
cái nhân lực mà ở tầm nhân viên thì có thể là doanh nghiệp người ta huấn luyện tại chỗ. Nhưng mà hiện nay mà cái thiếu trầm trọng nhất mà giành giật nhau giữa các doanh nghiệp đó là cái hàng ngũ cấp trưởng bộ phận, trưởng lễ tân, trưởng buồn, trưởng bàn và cái hàng và dưới một tí là các cái sếp, các cái tổ trưởng. Tình trạng nhảy việc trong lĩnh vực này cũng diễn ra khá phổ biến. Sự bất ổn định đó cũng là một trở ngại lớn cho ngành dịch vụ du lịch khi muốn hướng đến sự chuyên nghiệp. Một số nhân viên khi mình vào làm thì có làm được một vài tháng thôi, sau đó các bạn lại sẽ nhảy đi trên những nơi khác. Và đó, điều đó cũng làm ảnh hưởng tới cái tình hình mà tuyển dụng của khách sạn. Phần lớn các sinh viên phải nói là thường hay lắng nghe bố mẹ của mình, mà đôi khi không biết là mình thực sự phù hợp với ngành nào. Thành ra chúng tôi đã quán triệt cái điều này là ngay từ năm 1 vào các em đã được học một cái khóa là hướng nghiệp. Và chúng tôi giới thiệu cho các em biết rõ cái ngành nghề mình học ra sẽ làm những cái gì, cần phải nắm những cái kỹ năng gì. Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 đón từ 9 triệu đến 9 triệu rưỡi khách du lịch, trong đó có 3 đến 3 triệu rưỡi khách quốc tế. Với đà tăng trưởng như hiện nay, mục tiêu đó là hoàn toàn khả thi. Nhưng để phục vụ lượng khách lớn ấy, điểm đến cần có sự chuẩn bị chu đáo về sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ và tiên quyết vẫn là cung ứng đủ nguồn lao động du lịch chuyên nghiệp và giàu kỹ năng. Thông tin một số nhà vườn ở miền Tây tiêm thuốc cho cây cam quýt được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người tiêu dùng hết sức lo lắng. Tâm lý e ngại, sợ hãi cộng với thời điểm này đang mùa thu hoạch rộ đã làm cho cam quýt rớt giá thê thảm. Dạo quanh các chợ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa trong những ngày này, không có bắt gặp những sạp cam quýt được bán tràn lan. 10.000 đồng một ký cam, 8.000 đồng một ký quýt, giá khá rẻ, nhiều người mua, nhưng cũng có không ít người băn khoăn về chất lượng, nhất là sau khi hình ảnh tiêm thuốc vào cây cam quýt đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong khi đó, tại chợ Gia Nghĩa, tiểu thương chủ yếu bán cam quýt miền Tây do giá rẻ, quả đẹp và ngọt hơn được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, nguồn gốc thì không thể biết được. Thì dì miền Tây họ trong ở dưới mình đâu có biết đâu. Chỉ gọi là mình kêu là nhà vườn họ đóng thẳng vô lên thôi. Hay cái mặt cam nó xấu. Còn là mà thì dù vô đồ mũi á, là mình mua đồ mũi về là mặt cam nó có xử lý thuốc rồi nó đẹp. Thì là như vậy. Mà khi nào mà mình kêu nhà vườn không có thì mình mua của đồ mũi Sài Gòn. Còn không thôi là mình mua đồ mũi Sài Gòn đã đắt hơn rồi, mà xử lý thuốc nữa. Xử lý cho bóng cho đẹp á. Để mà dễ bán. Quýt với cam này là mà lấy gì mình tay lên, cho nên mình hay mua ở đây. Ta thấy bảo đảm chất lượng, nên mình hay mua ở đây. Ngọt, ngon. Trước thông tin cam quýt miền Tây bị tiêm thuốc thì nhiều người tìm mua cam quýt Đắk Nông. Tại sạp trái cây của bà Đặng Thị Việt ở chợ Gia Nghĩa, những quả cam quýt dù không đẹp nhưng được nhiều người lựa chọn. Hiện mỗi ngày bà Việt bán từ 6 đến 7 tạ cam quýt. Cái quýt này nè, là nó bóng mà nó đẹp là lý do là người ta phun thuốc nhiều. À, nó đủ thuốc thì nó bóng, nó đẹp. Còn cái thuốc này, cái vườn người ta trồng á, người ta lại sợ thuốc, người ta không có phun. Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, mưa nhiều khiến dịch bệnh trên cây trồng nhiều hơn. Đặc biệt là cây ăn quả. Những vườn cây ăn quả được xịt thuốc trắng hay tiêm thuốc vào thân cây cam, quýt để trị bệnh đã khiến người tiêu dùng mất lòng tin. Không chỉ là diệt cho nó hết cái bệnh này hay là cho nó hết cái loại dịch hại này, nhưng mà nó còn liên quan tới cái việc là cái chất lượng sản phẩm, an toàn sản phẩm. Mình làm cho nông nghiệp mà, là sản phẩm tiêu dùng là trực tiếp vào mồm. Mà nếu mà không cẩn thận cái việc này thì trước tiên là cái người sử dụng đó là đã bị ảnh hưởng sức khỏe. Rồi người tiêu dùng, cái người ăn trực tiếp những cái sản phẩm này sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng, có thể ngộ độc, có thể gây chết người. Và đặc biệt nữa là chúng ta làm sản phẩm nông nghiệp ra không phải để tiêu dùng tại chỗ hết, mà phải xuất, phải là bán đi từ tỉnh này qua tỉnh khác và xuất từ Việt Nam đi các nước. Sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm là điều nông dân cần coi trọng để trái cây có chỗ đứng trên thị trường, tránh tình trạng rớt giá thê thảm do mất lòng tin của người tiêu dùng về quy trình sản xuất bẩn. Tin quốc tế, Hải quan Trung Quốc thông báo đã phát hiện một người đàn ông bị nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch từ Maldives trở về. Đây là ca nhiễm virus Zika đầu tiên được ghi nhận tại Trung Quốc trong năm nay.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc GAC, bệnh nhân trên có những triệu chứng gồm sốt và phát ban khi về đến sân bay quốc tế Bạch Vân ở phía nam tỉnh Quảng Đông. Bệnh nhân này đã được kiểm tra y tế và sau đó nhận được kết quả dương tính với virus Zika 2 ngày sau đó. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly tại một bệnh viện địa phương. Thông báo của GAC cũng kêu gọi người dân tự bảo vệ tránh bị nhiễm virus Zika khi đi du lịch nước ngoài, cũng như kịp thời báo cáo nếu phát hiện trường hợp biểu hiện những triệu chứng điển hình khi nhiễm virus Zika. Cơ quan này cũng cam kết sẽ đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo sớm phát hiện các ca nhiễm bệnh. Trong năm 2016 và 2017, Trung Quốc đã ghi nhận 26 trường hợp nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch về. Liên quan tới các quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU và Iran, hôm qua một số nguồn tin ngoại giao cho biết cơ chế mới của EU nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Iran sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11 tới, trùng với thời điểm Mỹ lên kế hoạch áp đặt gói các biện pháp trừng phạt thứ hai đối với Tehran. Cơ chế này được gọi là phương tiện phục vụ mục đích đặc biệt, được xây dựng nhằm tránh những biện pháp trừng phạt và sẽ hoạt động như một hệ thống trao đổi hàng hóa. Theo đánh giá từ EU, cơ chế này không đủ khả năng bảo toàn tất cả các hoạt động thương mại, nhưng sẽ cho phép một số sáng kiến khác của liên minh này được triển khai nhằm bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu làm ăn với Iran. Thời gian qua, những nỗ lực của châu Âu đã được phía Iran ghi nhận và đánh giá cao. Giới chức Tehran hy vọng cơ chế đặc biệt này cùng với những cam kết hợp tác của EU sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực từ những biện pháp trừng phạt sắp tới của Mỹ. Đừng thay đổi phụ nữ, hãy thay đổi thế giới. Đây là chủ đề của Ngày Phụ Nữ Nghỉ Việc năm nay tại Iceland. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn phái yếu nhằm đòi quyền được trả lương một cách công bằng. Đây là lần thứ 5 một sự kiện như vậy được tổ chức kể từ năm 1975. Phụ nữ Iceland đã gác lại mọi công việc để tham gia cuộc tuần hành nhằm nâng cao nhận thức sự khác nhau giữa hai giới về lực lượng lao động và nơi làm việc, cũng như tham gia vào cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng. Đơn vị tổ chức sự kiện nhận định, với những thay đổi trong thời gian qua, phải tới năm 2047, phụ nữ ở Iceland mới được trả lương bằng mức của nam giới. Theo thống kê, tổng mức lương trung bình trả theo giờ của phụ nữ Iceland trong năm 2016 thấp hơn của nam giới tới 16,3%. Với nhiều trường hợp, dù có bằng cấp và làm công việc tương tự, song phụ nữ Iceland chỉ nhận được mức lương trung bình khoảng 74% so với nam giới. Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người dân châu Âu hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm tiếng ồn. Trong đó, nguồn gây ô nhiễm chính là ngành giao thông đường bộ. Theo thống kê, có khoảng 100 triệu người tại châu Âu bị phơi nhiễm tiếng ồn từ giao thông đường bộ trên 55 decibel. Trong số đó có 32 triệu người phải chịu mức độ ồn rất cao trên 65 decibel. Đường sắt là nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn thứ hai, với 19 triệu người phải tiếp xúc với cường độ tiếng ồn trên mức cho phép. Tiếng ồn từ máy bay là nguồn gây ô nhiễm thứ ba, với hơn 4,1 triệu người xung quanh các sân bay bị ảnh hưởng. Tiếp theo là tiếng ồn công nghiệp trong khu vực đô thị, với khoảng 1 triệu người. Cũng theo WHO, tiếng ồn từ giao thông đường bộ là tác nhân gây căng thẳng nghiêm trọng lớn thứ hai ở châu Âu, chỉ đứng sau ô nhiễm không khí, từ đó dẫn đến các bệnh về tim mạch, suy giảm nhận thức, rối loạn giấc ngủ, cao huyết áp và gây tử vong sớm. Bao giờ thì trẻ em huyện Đức Trọng có một sân chơi đúng nghĩa là thông tin cuối trong bản tin thời sự tối nay. Với 21 loại trò chơi dành cho thiếu nhi và được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, nhưng sau khi huyện Đức Trọng quyết định chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng của các hộ kinh doanh tại công viên Kim Đồng tại thị trấn Liên Nghĩa, thì hiện nay nhiều em nhỏ ở địa phương đang thiếu những khu vui chơi an toàn và tập trung. Mặc dù đã bố trí quỹ đất tại trung tâm văn hóa để cho các hộ kinh doanh thuê lại và giao cho trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện làm chủ đầu tư, nhưng hiện nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Bao giờ thì trẻ em nơi đây được có một sân chơi đúng nghĩa? Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Cứ vào thứ bảy hàng tuần, em Lò Ngọc Như Ý, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng lại đến công viên Kim Đồng, thị trấn Liên Nghĩa để vui chơi. Đây là sân chơi quen thuộc, ưa thích của em, bởi có nhiều trò chơi, là khu biệt lập và an toàn cho mình và các bạn. Mặt khác, đây cũng là khu vui chơi duy nhất được đầu tư bài bản theo hình thức xã hội hóa của huyện Đức Trọng. Con rất thích những trò chơi ở đây và ở trong đây rất nhiều trò chơi. Vì nhà con không có nên con rất hay về đây chơi. Những trò chơi ở đây rất là đảm bảo an toàn cho các cháu. Nên là mình cho các cháu chơi ở đây rất là an tâm. Cũng mong muốn là có những cái trò, những cái khu vui chơi như vậy để các cháu được chơi.
Công viên Kim Đầm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được thành lập năm 2000. Trước đây được giao cho huyện Đoàn Đức Trọng tổ chức các hoạt động cho các em thanh thiếu niên. Sau đó do nhu cầu vui chơi tăng cao, huyện Đức Trọng đã kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa và thu hút được gần 10 cá nhân doanh nghiệp tham gia với 21 loại trò chơi dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, năm 2017, để chỉnh trang công viên này trở thành công viên mở, huyện Đức Trọng quyết định thanh lý hợp đồng và thu hồi mặt bằng của các hộ kinh doanh tại đây. Công trình đô thị cũng như là ủy ban huyện sẽ đưa chúng tôi đi về đâu một chỗ nào đó thật là cụ thể. Nơi đó sẽ là có những cái cơ sở hạ tầng, rồi có một cái mặt bằng chia cho các hộ đang kinh doanh ở đây. Thì điều đó tôi thấy nó rất là hợp lý. Chứ còn bây giờ nếu để mà giải tỏa, giải phóng cho chúng tôi thì thực sự chúng tôi không biết đem những cái tài sản đi đâu bởi vì nó quá lớn. Nói chung là địa phương làm thì mình cũng ủng hộ, nhưng mà nói chung là nếu mà việc giải tỏa thì sẽ có một địa điểm tới cho mình thì mình sẽ an tâm hơn để mình tiếp tục kinh doanh. Việc thu hồi mặt bằng để cải tạo chỉnh trang công viên Kim Đồng nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị xanh sạch đẹp là chủ trương đúng đắn, nhưng thu hồi xong lại không thấy đầu tư xây dựng mới. Mặt khác, ngoài khu vực vui chơi này thì hiện nay nhiều xã trên địa bàn huyện Đức Trọng cũng đang thiếu khu vui chơi tập trung cho trẻ em. Ủy ban huyện đã có thông báo kết luận là cái việc di dời tạo điều kiện cho cái hộ kinh doanh tại công viên Kim Đồng sẽ di dời vào trong cái quý 4 của năm 2018 và trong năm 2019 thì cũng sẽ giảm là 50% cái phần kinh phí thuê mặt bằng để cho các hộ kinh doanh tại cái khu vực tạm sau trung tâm văn hóa để ổn định kinh doanh. Cái việc mà thống nhất cái chủ trương di dời về vị trí mới là tại cái sau cái khu trung tâm văn hóa của huyện thì hiện nay thì trung tâm cũng đang là lập cái phương án để lập các thủ tục đầu tư các cơ sở tầng, dự kiến là trong tháng 11 thì sẽ là triển khai đầu tư. Như vậy, theo khẳng định của lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đức Trọng thì sẽ tiến hành xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại khu vực Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện vào tháng 11 tới đây. Nhưng từ lời nói đến hành động là một khoảng cách. Mong rằng ngành chức năng của địa phương sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.